Sau những lần nhá hàng về loạt hình ảnh của chương trình âm nhạc hot nhất 2021 The Heroes, mới đây nhà sản xuất chính thức tung trailer tập 1 đầy gay cấn. Trong đoạn clip giới thiệu dài hơn 3 phút, 6 đội thi tham gia bao gồm Unify, Eric, Hansara, Luna Kiều Loan, Kara và Ali Hoàng Dương. Các ca sĩ sẽ trình diễn tiết mục solo để ba master đánh giá và chọn về team của mình. Trong đó, Eric chiếm spotlight khi remix lại là bài hát ghen đình đám của mình. Quả không nằm ngoài dự đoán, Eric được cả ba master ra sức tranh giành về đội. Dưới hàng ghế khán giả, Đức Phúc và Hòa Minzy cổ vũ nhiệt tình cho cậu út đang cháy trên sân khấu. Chia sẻ về Eric, nam ca sĩ Đức Phúc khẳng định Eric sinh ra là dành cho The Heroes và The Heroes dành cho Eric. Cả khán phòng vỗ tay không ngớt trước lời chia sẻ hợp tình hợp lý của Đức Phúc.